Chào ừ. quý vị. Cái video ngày hôm nay mình uh, muốn trả lời 3 câu hỏi gửi đến channel. Thì câu hỏi uh, có cái nội dung mà mình có thể trả lời được trong một cái email như vậy ha. Và như mình nói là những cái uh, câu trả lời đó thì mình sẽ trả lời theo thứ tự những câu hỏi được nhận uh, ở channel quý vị gửi đến ha. Thì hai câu hỏi uh, của một anh và một anh và một chị thì nó liên quan đến SSI còn câu hỏi của anh kia thì nó liên quan đến uh, khi mình lãnh hưu gia đình mình ví dụ như con cái ăn theo lãnh theo hồ sơ của mình ha thì câu hỏi liên quan đến SSI đó thì cái tình trạng rất là quan mang đặc biệt là anh này ở đây Nói rằng là vợ chồng tôi và con tôi không có quốc tịch Mỹ, an sinh xã hội vẫn đang cho tiền SSI hàng tháng. Có đúng hay không có bị đòi lại hay không? Bởi vì nghe thông tin từ YouTube, một người nói rằng và một số uh, thông tin truyền qua truyền lại nói rằng là phải có quốc tịch Mỹ mới có thể lãnh SSI được. Thì anh mới nghĩ rằng là chắc an sinh xã hội phát tiền cho mình sai. Rồi sau này mình nhận, tiếp tục nhận thì mình bị đòi lại. À, bởi vì tới ba người nhận trong gia đình. Anh và vợ anh và con anh không có quốc tịch Mỹ nha. Còn câu hỏi khác là của một anh. Và trong cái email gửi đó thì có chích nguồn đến cái email nói rằng là hey, Tôi nhận được cái câu trả lời khi tôi đặt câu hỏi đến một nơi như vậy Thì người này nói với tôi rằng là phải có quốc tịch Mỹ thì mới xin được cái phần tiền SSI trong khi cái phần tiền hưu tôi lãnh đó. cái phần tiền hưu tôi lãnh mỗi tháng rất là ít tôi muốn xin bổ sung được hay không nhưng mà hiện thời bây giờ là tình trạng tôi là thường chú nhân ha. thì mình muốn đi sâu vào cái đề tài này một tí nhiều khi mình nghe thông tin này thông tin kia rồi không có trực tiếp tự xin xã hội có thể dịch qua dịch lại không có cặn kẽ không có kinh nghiệm trải nghiệm hay làm việc qua những cái trường hợp như vậy mình nhìn vào mình không thể nhìn rõ hết bởi vì an sinh xã hội không thể viết hết những cái luật mà diễn ra từng tình, hu uh, tình huống để cho mình thấy là mình dịch lại như vậy mà ví dụ như tình trạng của anh này đang nghe sợ sệt như vậy không nhận nữa liên lạc an sinh xã hội hoặc là một anh thì đang là thường chú nhân nhưng mà lãnh cái phần tiền hưu của mình có một trăm mấy nghìn tháng thôi rồi nghe trả lời rằng là không có quốc tịch không có thể nào mà tiếp cận xã hội để mà kiểu họ xét cái SSI cho mình nữa như vậy thì thiệt thòi bỏ qua phần tiền như vậy rất là thiệt thòi và nhiều quý vị khác khi nghe thông tin như vậy truyền tới truyền lui là đều thiệt thòi cho cộng đồng mình thôi ha để mình đi sâu vào cái luật này một tí để quý vị thấy nha mình muốn trả lời câu hỏi thứ ba trước là liên quan đến phần tiền hưu ha rồi sẽ quay lại hai câu hỏi liên quan đến cái phần SSI bởi vì nó cũng có 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 liên hệ với nhau ha. Thì câu hỏi anh này hỏi rằng là khi mình lãnh tiền hưu à, bất kể là tuổi nào nha, mình có thể khai tuổi sớm 2, sớm 3, sớm 4 vân vân gì đó. Thì quý vị biết là nếu mà mình có con, vợ chồng tất nhiên ăn theo được rồi đó, nhưng mà mình có con thì con mình được lãnh theo cái phần tiền tựu sơ của mình ha con mình được lãnh theo cho đến 18 tuổi hoặc là đến 19 tuổi nếu vẫn chưa học xong trung học ha. Rồi nếu mà trên 18, 19 đó, mà có bệnh tật, có nghĩa là từ 18 tuổi cho đến 22 ha. Mà nếu có cái bệnh tật nó xảy ra trong cái thời gian như vậy là trước 22 tuổi đó thì con mình vẫn tiếp tục được lãnh theo cái phần tiền, tiền bệnh đó dựa theo cái hồ sơ mình. Ở đây ha quý vị. Coi như tình trạng bình thường thì có thể lãnh đến 18 Mà 18 con mình chưa học xong trung học Thì lãnh đến 19 Mặc dù là con mình có thể là 20 tuổi vẫn còn học trung học Thì mình ví dụ vậy thôi Thì cũng lãnh được tối đa cho đến tuổi 19 thôi ha quý vị Còn nếu có tình trạng bệnh tật Mà tình trạng bệnh tật xảy ra trước tuổi 22 Thì tiếp tục lãnh được Hơn cái tuổi này luôn Với điều kiện là cái tình trạng bệnh tật đó nó vẫn còn Ở đó ha Con mình được lãnh bao nhiêu tiền con mình được lãnh tối đa là 50% nha từ cái phần tiền hưu chính mình trong hồ sơ của mình nha bất kể là mình khai hưu non hay hưu chính ví dụ như tuổi 62 mình khai hưu non mình lãnh 700 đồng tháng đi à, nếu mình đợi tuổi hưu chính mình lãnh ngàn đồng tháng thì con mình được lãnh 50% của cái mức này là cái mức ngàn đồng này có nghĩa là 500 đồng tháng nha với điều kiện là cái hồ sơ của mình có đủ tiền để mà cho phép nhận đến cái mức 50% như vậy nha bởi vì có một số trường hợp mà có thể là mình có nhiều người con vào hồ sơ lãnh nhưng mà cái mức tối đa trong hồ sơ của mình có thể là chỉ uh, nằm ở con số 150% uh, cái phần tiền hữu chính của mình thôi hay là 180% thôi nên không có đủ để cho mỗi người lãnh 50% thì có thể những cái phần trăm ấy nó thuộc lại nhưng mà nếu mình có một người con mình vào lãnh thôi thì hầu như là lãnh được 50% cái phần tiền hưu chính ha, mặc dù mình khai hưu non lãnh 700, hưu chính mình lãnh ngàn hoặc là mình trì hoãn đến tuổi 70 mình lãnh cao hơn. Thì anh xin xã hội cũng nhìn theo cái phần tiền hưu chính mình lãnh bao nhiêu thì đưa cho con mình cái mức là 50% với điều kiện là cho phép ha. Cái hồ sơ cho phép ha. Alright, coi như là về cái phần hưu mà con được ăn theo là như vậy ha. Bất kể là tình trạng mình là quốc tịch Mỹ hay là thường chủ nhân thì mình cũng được lãnh thu khi mà mình đến tuổi mình khai thôi và con mình bất kể là quốc tịch Mỹ hay thường chủ nhân cũng được lãnh theo thôi ha. Bây giờ mình muốn quay lại cái tình trạng của anh này trong câu hỏi này là anh và vợ và con là ba người đang được lãnh SSI và không có quốc tịch Mỹ đang lãnh khi nghe thông tin anh sợ rằng là chắc sau này bị đòi lại Bởi vì nói rằng là phải có quốc tịch Mỹ mới lãnh được ha Thì có thể anh xin xã hội xử à, cái cái việc này nó sai à, Sai ha thì bây giờ cái này có đúng hay là không và một tình trạng của một anh khác là như mình nói hồi nãy là anh hiện thời bây giờ đang lãnh tiền hưu nhưng mà tiền hưu rất là ít còn vòng khoảng chừng 170 đồng tháng thôi mà anh là đang thường chú nhân thì bên đây cũng thường chú nhân luôn thì khi mà anh đặt câu hỏi đến một nơi thì nói rằng là phải quốc tịch mỹ mới mới khai được mới khai cái phần tiền ssi được ha mà anh thấy rằng lãnh ích muốn kêu anh sinh xã hội bổ sung thêm cái phần tiền uh, để cho cao cao hơn liên quan đến ssi ha mà nhận câu trả lời nó không được phải có quốc tịch mỹ mới được như vậy thì nếu anh không vào quốc tịch mỹ thì sẽ bỏ đi cái phần tiền mà nó hiện hữu ra cho mình phải không? Tại sao? Quý vị thấy đó, chắc những quý vị xem video này cũng nằm trong cái trường hợp là mình không có quốc tịch Mỹ mà vẫn được SSI hay là tại sao? Hầu như mà bây giờ đó, ở thời điểm này đó nha, mà mình nộp đơn để được cứu xét SSI đó, thì mình, cái đầu tiên là mình, một trong những cái là mình phải có quốc tịch Mỹ ha. Còn nếu mình không có quốc tịch Mỹ đó là mình phải nằm trong những trường hợp khác. Thứ nhất là những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như là mình sang Mỹ ở thời điểm này qua một trong những cái diện đặc biệt, chẳng hạn như là uh, tị nạn thì được. Mà cái này thì cái cái số lượng người mà lãnh uh, qua những cái diện đặc biệt như vậy rất là ít ha. Coi như mình bỏ qua không nói cái này đi ha. Mà cái khác nữa, mình không có quốc tịch Mỹ đó, mà mình muốn ăn sinh xã hội cứu xét là mình phải có gì? mình phải làm việc và đóng thế và có 40 tính chỉ và mình đang lãnh hưu mình đang lãnh hưu ha có nghĩa là mình đã làm việc và đóng thế có 40 tính chỉ rồi tình trạng của mình là thường chủ nhân ha nếu mình là thường chủ nhân mà mình có 40 tính chỉ rồi đó và mình đang lãnh hưu thì nó thay thế cho cái quốc tịch Mỹ như vậy ha mình không cần cái quốc quốc tịch Mỹ và cái phần tiền hưu của mình lãnh hàng tháng đó, mình đang nói tình trạng độc thân trước, tình trạng của bên này trước hả quý vị, tiền hưu mình lãnh hàng tháng đó mà trừ ra 20 đồng, nó vẫn ít hơn cái mức tối đa SSI liên bang uh, năm nay là một người mà có thể lãnh được là 914 đồng mức tối đa phải không quý vị thì mình sẽ được cú xét để bổ sung thêm cái phần tiền SSI và có cái Medicaid đi cùng để khi mình cộng hai cái lại hầu mong là đẩy nó cao hơn ha mình cho ví dụ để mình dùng cái ví dụ như vậy đi một người đang lãnh hưu anh này đang lãnh 7, 170 đồng phải không nhưng mà mình muốn làm con số nó nó dễ tính đi đang lãnh tiền hưu là 520 đồng một tháng ha anh không có thu nhập nào khác hết đó chỉ cái phần tiền hưu như vậy thôi thì trừ ra 20 đồng an sinh xã hội không có tính 20 đồng đầu tiên mình có trong tháng bất kể thu nhập gì ha thì còn lại là 500 đồng phải không thì 500 đồng này họ mới so sánh với cái mức SSI liên bang tối đa mỗi tháng coi nó thấp hay nó cao hơn thì nó thấp hơn mới không quý vị nó thấp hơn nhiều nó thấp hơn là 14 đồng một tháng phải không Đó. thì an sinh xã hội sẽ xét SSI cho anh với điều kiện là anh đáp ứng được cái điều kiện liên quan đến uh, tài sản của mình dưới 2.000 đồng tình trạng độc thân ha thì an sinh xã hội sẽ xét để mà bổ sung thêm là hầu mong là cho anh thêm bao nhiêu cho thêm 414 đồng một tháng SSI và có cái Medicaid đi cùng trong đó luôn như vậy ha nên khi mà anh có 40 tính chỉ rồi mà anh nghĩ rằng là phải có quốc tịch Mỹ mới có thể tiếp cận xin xã hội mà được cuốn xét SSI thì mình bỏ qua cái phần tiền như vậy rất là ổn mình nghe thông tin như vậy rồi mình truyền qua truyền lại rồi những quý vị khác ở cái 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 cái, cái uh, uh, tình trạng giống như vậy mà ở tuổi 65 Lâm uh, thì mình có thể kêu cuốn xét SSI mà mình không thì thấy ổn phải không rồi khi mình có cái Medicare như vậy đó mà mình có cái Medicare phần B mỗi sáng mình phải đóng 164 đồng 90 sen uh, tháng nữa đó. Uh, đã, thì được hỗ trợ cái này luôn rồi hỗ trợ những cái thứ khác nữa ha nên hãy lưu ý rằng là mình có 40 tính chỉ trong cái hồ sơ của mình và với điều kiện mình đang lãnh hưu nha chứ mình không thể trì quản không lãnh hưu mình kêu xin hội xét cho SSI trước đi rồi sau này đó mình để cái hưu mình tăng cao lên thì mình lãnh không được nha mình phải khai cái hưu của mình hưu của mình trừ 20 đồng thấp hơn cái mức SSI thì mình kêu anh xin xã hội bổ sung thêm SSI bất kể là mình có quốc tịch Mỹ hay không. Còn nếu mình có quốc tịch Mỹ thì cũng vậy luôn, anh xin xã hội cũng nhìn giống hệt như vậy thôi ha. Nên trường hợp của anh thì ở đây xin SSI được ha quý vị, bởi vì cái phần tiền mình lãnh nó thấp hơn và mình không không có thu nhập nào khác. Và mình đáp ứng được điều kiện là có 40 tính chỉ nên nên liên lạc anh xin xã hội để mà họ cứu xét các hồ sơ cho mình uh, về SSI ha. Còn về tình trạng này, tình trạng của uh, anh và vợ và con ba người đều không có quốc tịch Mỹ hết để mình qua anh đây anh thì có 40 tính chỉ Đó. rồi khai hu thì vợ lãnh theo được cái phần tiền hu uh, bất kể là thường chủ nhân hay là quốc tịch Mỹ thì người vợ mình hoặc là mình cũng được lãnh hưu và người kia cũng được ăn theo không quý vị? Rồi người con thì là 23 tuổi nha người con 23 tuổi thì được lãnh theo phải không? Mà nó hơi sái sái sao không quý vị? Tại sao người con 23 tuổi được lãnh theo cái phần tiền hưu ở đây và được cấp SSI nữa ha? Mình muốn đi sâu vào cái này một tí. Thì có một số quý vị thấy rằng ồ tôi đang không có quốc tịch Mỹ chắc không thể tiếp cận cái phần SSI hoặc là tình trạng tôi đặc biệt. À, con tôi trên như vậy ha. Thì con đó, được ăn theo cái phần tiền hưu từ hồ sơ của anh là anh khai phải không thì vợ được lãnh theo luôn bất kể là người vợ có quốc tịch hay không ha thì ba người hiện thời bây giờ là thường chủ nhân không có quốc tịch mỹ thì nói về cái phần hưu thì được ăn theo là đúng tại sao con hiện thời giờ 23 tuổi vẫn còn ăn theo cái phần tiền mà lúc nãy lúc đầu quý vị nhớ mình nói uh, cái tình trạng của anh kia không có nghĩa là khi mà con 18 tuổi hoặc là 19 tuổi chưa học xong bậc trung học thì có thể ăn theo cái phần tiền hưu nhưng mà con của anh thì có tình trạng bệnh tật xảy ra trước 22 tuổi nên tiếp tục ăn theo cái phần tiền hưu từ hồ sơ của anh nữa ha. Nên hiện thời bây giờ là anh lãnh tiền hưu rồi vợ được lãnh theo cái phần hưu rồi con được lãnh theo qua cái chương trình tiền bệnh dựa theo tính chỉ của anh nha. Để tiếp tục lãnh trên cái tuổi 18 19 bởi vì có cái tình trạng bệnh xảy ra trước tuổi 22 nên bây giờ 23 vẫn được ăn ha. Nhưng mà cái phần SSI có nhiều người nghĩ rằng ủa như vậy thì được ăn theo từng hưu là đúng, tại sao mà hai người kia anh là đồng ý anh có 40 tính chỉ thì anh nếu mà lãnh không nhiều thì được bổ sung thêm SSI phải không quý vị? Nhưng mà vợ và con không có quốc tịch Mỹ tại sao mấy người này được SSI luôn? Thì cũng được ăn theo cái hồ sơ của anh luôn ha. Tại sao? để mình nói về vợ chồng trước ha cái mức SSI mà vợ chồng được lãnh tối đa liên bang năm nay là 1371 đồng không quý vị đây là cái mức cho vợ chồng nha cho vợ chồng tối đa ha chút xíu nữa mình sẽ đưa cái tình trạng của người con của anh vào đây ha thì bây giờ đó an sinh xã hội xét cái phần tiền hưu của anh và vợ ăn theo có hai người lãnh được bao nhiêu có sau khi trừ 20 đồng này nếu không có thu nhập nào khác nữa đó mà sau khi trừ ra Có thấp hơn 1.371 đồng Của cái mức Hai vợ chồng hay không ha Và mình đưa cái con số ví dụ Mình không muốn đưa cái con số thực tế nha Mình đưa con số ví dụ Chẳng hạn như bây giờ đi Mỗi tháng anh lãnh được Cái phần tiền anh lãnh Là tiền hưu Là uh, 600 đồng Một tháng đi nha Rồi vợ Chị được lãnh theo uh, Mình dùng con số đại là 220 đi nha 220 đồng tháng Có nghĩa là hai vợ chồng lãnh mỗi tháng được 820 đồng ha. Không có thu nhập nào khác nữa hết. Thì an sinh xã hội sẽ trừ ra 20 đồng đầu tiên. Họ không có tính thu nhập đó mình có thì còn lại 800 đồng phải không quý vị? Thì 800 đồng này đó thì họ mới so sánh với cái mức tối đa cho vợ chồng của liên bang là 1371 phải không? Thì nó thấp hơn, nó thấp hơn bao nhiêu? thấp hơn 571 đồng phải không? Đó. Mặc dù chị không có cái tính chỉ, uh, 40 tính chỉ để mà họ nhìn vào cái phần SSI riêng cho chị uh, trong tình trạng bình thường chủ nhân ha. Nhưng mà bởi vì anh có 40 tính chỉ mà người vợ được lãnh theo cái phần tiền hưu nên khi mà họ xét cái phần SSI cho anh đó, thì dựa theo cái 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 tình trạng vợ chồng của mình nên họ cho chị được lãnh theo cái phần SSI dựa theo tính chỉ của anh luôn có nghĩa là anh có 40 tính chỉ này nè thì giải quá luôn cái tình trạng của chị đang là thường chú nhân không có 40 tính chỉ cũng được hưởng theo cái mức vợ chồng như vậy luôn nên họ xét để mà nhìn vào coi có thể đẩy lên thêm 571 đồng cho hai người nữa hay không để khi mà cộng lại đó rồi sau khi trừ ra 20 đồng thì nó nằm ở 1371 có nghĩa là được bổ sung thêm SSI ở như vậy ha quý vị đó. có nghĩa là tiền thu hai người lãnh là 820 nhưng mà họ chỉ tính 800 thôi sau khi trừ 20 đồng rồi được bổ sung thêm cái này nữa là cái phần SSI ha coi như mình có 40 tính chỉ mình được bổ sung cái SSI cho mình mà người vợ không có quốc tịch Mỹ cũng được bổ sung theo Uh, cái, cái 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 mức hai vợ chồng như vậy luôn. Ha. Bởi vậy có một số quý vị mà thí dụ mình qua Mỹ ở uh, cái tuổi cũng hơi khá cao đó, mình trong những video mình thường uh, nêu ra cái tầm quan trọng khi mình có một trong hai người có được bốn môi tính chỉ đó thì giải quá được cho người kia luôn. Uh, một người kia không có bốn môi tính chỉ mà mình không có quốc tịch Mỹ thì cũng giúp ích được về cái cái SSI này và cái SSI này như vậy thì nó lại hỗ trợ qua cái, cái chi trả cho cái phí Medicare mình gia nhập uh, lúc 65 tuổi uh, chẳng hạn như mình đóng phần B rồi uh, những cái phụ phí khác chẳng hạn như phần B chỉ trả có 80% 20% thì mình phải trả rồi mình có cái Medicaid đi cùng nữa ha. quý vị thấy nó lợi hại không quý vị mình không có quốc tịch Mỹ mà mình có 40 tính chỉ mình 65 tuổi, mình lãnh cái phần tiền hưu mình ít hơn SSI thì được bổ sung và người vợ hay người chồng mình không có 40 tính chỉ chưa vào quốc tịch Mỹ thì có thể mượn cái tính chỉ của mình để được bổ sung thêm cái SSI ở cái mức uh, cho hai người như vậy luôn ha. Rồi bây giờ tình trạng con của anh ủa sao con chắc một số quý vị nó đang ủa con thì được lãnh theo cái phần tiền hưu thôi chứ tại sao mình được lãnh theo theo SSI nữa? thì con đó nếu mà lãnh cái phần tiền hưu từ hồ sơ của mình nha hồ sơ của mình đó, giống như nãy mình nói đó thì con dưới 18 hoặc là dưới 19 chưa học xong bậc trung học đó thì có thể lãnh tối đa à, thường thường nằm ở cái mức là 50 phần trăm cái phần tiền hưu chính của mình lãnh bất kể mình khai à, lúc nào ha nhưng nếu con tiếp tục lãnh quá cái tuổi 18 19 và có cái tình trạng bệnh xảy ra trước tuổi 22 đó, thì có nghĩa là trên trên 18 tuổi rồi đó nha thì anh sinh xã hội mới nhìn là người con này là thành người à trưởng thành nha, thanh niên ha. Thì họ nhìn vào có cái phần tiền người con lãnh đó, dựa theo cái hồ sơ của mình so với cái mức SSI uh, của một người đó nha. Liên bang là bao nhiêu là 914 đồng tháng phải không? Thì mới so sánh với cái phần tiền ấy coi coi có lãnh đến cái mức này hay không ha. Nếu không lãnh đến cái mức này đó thì an sinh xã hội nhìn vào cái SSI để bổ sung thêm cho người con nhận thêm một phần tiền SSI nữa để lên đến cái mức này uh, sau khi trừ 20 đồng ra giống như trường hợp nãy giờ mình giải thích cho quý vị. Đó là tại sao trường hợp của anh lại hơi đặc biệt như vậy. Anh và vợ và con không có quốc tịch Mỹ, chỉ có một mình anh có 40 tính chỉ thôi. Thì vợ lãnh theo cái phần hưu hồ sơ của anh là đúng. Và con của anh lãnh theo cái phần tiền uh, từ hồ sơ của anh là đúng. Nhưng mà con 23 tuổi rồi được lãnh theo cái phần SSI rồi vợ được lãnh theo cái SSI bởi vì dùng cái tính chỉ của anh an sinh xã hội xét như vậy cấp như vậy SSI có đúng hay không anh nghe thông tin nói rằng là phải có quốc tịch Mỹ anh sợ sệt không biết là an sinh xã hội có thể là đang cấp sai rồi sau này đòi lại hết tiền theo nào giờ cái phần tiền của mình mình xài hết làm sao mình trả được như vậy thì có luật có đúng hay không ha thì đó là một cái điều mà cần lưu ý hả quý vị khi mình nghe những cái thông tin đặc biệt những người không có uh, cái thông tin không có trực tiếp từ an sinh xã hội hay làm việc từ an sinh xã hội và đặc biệt an sinh xã hội nó có một số luật mà uh, nó rất là phức tạp an sinh xã hội có vài ngàn cái luật mà nhiều cái nó vòng vòng rất là khó hiểu đó là lý do tại sao mà nhiều nhân viên an sinh xã hội mà họ không có nằm trong tình trạng giải quyết những vấn đề như vậy họ đọc họ cũng không biết là áp dụng làm sao à, và nhiều nhân viên không làm về những cái sự việc như này thì cũng không thể hiểu rõ được về phần đông nhân viên an sinh xã hội thì quý vị thấy rồi nếu quý vị nào mà có liên lạc sinh xã hội thấy là phần đông họ chỉ tập trung vào cái bộ phận nào đó chuyên môn họ làm thôi ví dụ như hu hay là ssi rồi một số nhân viên thì chung 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 nên khi mà mình liên hệ cái này người này mà mình hỏi về cái đề tài khác thì nhiều khi họ chuyển mình qua nơi khác gọi là cần một người chuyên môn hơn, thông thạo hơn khi mà họ gặp những cái vấn đề đặc biệt thì họ phải nhờ những người ấy giải quyết. Còn bây giờ, thí dụ bây giờ mình nhìn và mình đọc vào những cái đó để mình giải thích hết từng tình huống cho tất cả, mà hồi nào giờ mình không có cái sự trải nghiệm qua những cái, cái 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 trường hợp như vậy thì rất khó là cắt nghĩa. Rồi mình chẳng hạn như tình trạng của anh này ở đây lãnh 170 đồng tháng. Rồi thí dụ nghe theo cái thông tin ấy nói rằng là đừng có nên lãnh SSI À, nộp để được SSI khi nào có quốc tịch rồi mới như vậy. Và bây giờ mình qua Mỹ tuổi mình càng cao rồi uh, nhiều khi cái quốc tịch của mình mình cũng phải cần thời gian mới có thể vào được rồi mình bỏ qua những cái lợi ích như vậy thì rất là ổn rất là thiệt thòi cho mình ha. Nên khi mà mình nghe theo mình khuyên là nên kiểm tra lại với sinh xã hội là những thông tin này uh, thì mình, mình 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 làm theo như vậy thiệt thòi cho mình thôi quý vị và coi nên coi là cái nguồn ấy là từ đâu ha đó là lý do tại sao mà mọi vị thấy channel này hầu như những cái video nó đi vòng vòng về vấn đề an sinh xã hội hay là liên quan đến tài chính chứ mình không đi về những cái đề tài chẳng hạn như là về it về công nghệ hay này kia mình đọc mình có thể mình hiểu viết ra là cái gì nhưng mà mình không có sự trải nghiệm để mà thấy cái đó đúng hay sai còn đúng hay không dịch có uh, cặn kẽ hay không như vậy đó thì thiệt thòi cho cái người mà cần sử dụng cái thông tin của mình thôi ha về uh, trường hợp mà những quý vị nào đó mà đang lãnh cái phần tiền hưu của mình và như hồi nãy mình nói nếu mình không có thu nhập nào khác bất kể mình là thường chủ nhân hay quốc tịch Mỹ mà mình trừ ra 20 đồng ở phần tiền hưu của mình tình trạng là độc thân thì so sánh với cái mức SSI 914 đồng mức tối đa như vậy với điều kiện là mình đáp ứng được cái uh, tài sản là 2.000 đồng cho cho một người hay là vợ chồng là 3.000 đồng thì so sánh với cái mức tối đa SSI là 1371 như vậy mà thấy mình đang lãnh rồi mình trừ ra 20 đồng thấp hơn như vậy thì mình có thể tiếp cận trên xã hội bất kể là mình có quốc tịch Mỹ hay thường chủ nhân ha nếu mình có 40 tính chỉ rồi mình 65 tuổi trở lên thì cái 40 tính chỉ này đó nó thay thế cho cái quốc tịch Mỹ nha yeah. Để mình tiếp cận để kêu cứu xét thêm SSI bổ sung thêm nâng cho cao hơn ha huh khi mình làm việc đó mình thấy có một số quý vị khi mà khai hưu với an sinh xã hội đó nhân viên sinh xã hội có một số nhân viên thật tình mà nói họ không có tường tận họ thấy cái phần tiền thu của mình lãnh không có nhiều thấp hơn sau khi trừ ra 20 đồng thấp hơn cái mức SSi luôn họ cũng không màng hỏi đến thêm chẳng hạn như coi là oh, uh, tài sản của mình có dưới 2.000 đồng hay không uh, có thu nhập nào khác hay không vân vân ha bởi vì họ chỉ làm về hưu thôi họ không có liên quan đến SSI thì nhiều khi họ không có muốn đi vòng qua SSI mất thời gian hoặc là chuyển qua SSI cái này kia nữa mất thời gian họ muốn đóng cái hồ sơ này lại để họ được xong hoàn thành xong cái, cái 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 case đó để tiếp cái case mới để cuối ngày họ đạt được cái cái số lượng mà làm việc hoàn thành cái hồ sơ nhiều hơn nên không tường tận ha nên nếu mà mình đang lãnh tiền hưu mà mình thấy mình đang lãnh, mình trừ 20 đồng ít hơn, không có thu nhập nào khác, đáp ứng được điều kiện về tài sản. Thì nếu mình muốn, mình có thể kêu xin hội xét thêm cái phần SSI cho mình để bổ sung, mặc dù là không có nhiều tiền, nhưng mà mình có được cái sự hỗ trợ và những cái phí của Medicare trừ lại và mình có thêm cái Medicaid luôn ha quý vị. Alright, coi như cái video này mình trả lời cho bà anh chị có câu hỏi uh, về cái 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 đề tài nãy giờ ha uh, và mình sẽ trả lời những câu hỏi theo thứ tự nhận được ha quý vị và quý vị thấy những quý vị nào mà nhận được câu trả lời từ mình thì thấy khi mình trả lời mình gửi cái email đến với cái link của cái video để quý vị có thể vào xem cái câu trả lời cho đó ha có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị